Thank you, Lord. Chương 12 Lúc đó, nhằm ngày sa bát, Đức Chúa giê đi qua giữa đồng lúa mì. Các môn đồ đói bức bông lúa mà ăn. Người pha -si thấy vậy bèn nói cùng Ngài rằng, Kìa, môn đồ Thầy làm điều không nên làm trong ngày sa bát. Sau ngài đáp rằng, Chuyện vua David đã làm trong khi vua với kẻ đi theo bị đói, các ngươi há chưa đọc đến sao? Tức là vua vào đền Đức Chúa Trời ăn bánh bày ra là bánh mà vua và kẻ đi theo không có phép ăn, chỉ để riêng cho các thầy tế lễ. Hay là các ngươi không đọc trong sách luật? Đến ngày sa bát các thầy tế lễ trong đền thờ phạm luật ngày đó mà không phải tội sao? vả lại ta phán cùng các ngươi. Tại chỗ này, có một đấng tôn trọng hơn đền thờ. Phải chi các ngươi hiểu nghĩa câu này? Ta muốn lòng nhân từ, không muốn của tế lễ, thì các ngươi không trách những người vô tội. Vì con người là Chúa Ngài sa bát Đức Chúa giê giêsu đi khỏi nơi đó, bèn vào nhà hội. Ở đó có một người teo một bàn tay. Có kẻ hỏi Ngài rằng, trong ngày sa bát có phép chữa kẻ bệnh hay không? ấy là họ có ý kiếm dịp kiện ngài ngài bèn phán cùng họ rằng ai trong vòng các ngươi có một con chiên nếu đang ngày sa bát bị té xuống hầm thì há không kéo nó lên sao huống chiên người ta trọng hơn con chiên là giường nào vậy trong ngày sa bát có phép làm việc lành đoạn ngài phán cùng người tay teo rằng hãy dơ tay ra người liền dơ tay thì tay này cũng lành như tay kia những người pha đi -si đi ra ngoài rồi bàn với nhau, lập mưu đặng giết Ngài. Xong Đức Chúa Giêsu biết điều ấy thì bỏ đi khỏi chỗ đó. Có nhiều người theo và Ngài chữa lành cả. Ngài cấm ngạc họ, đừng cho ai biết Ngài, để được ứng nghiệm lời đấng tiên tri Esai đã nói rằng, Này, tôi tớ ta đã chọn, là người mà ta rất yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàn. Ta sẽ cho thánh linh ta ngự trên người, người sẽ rao giảng sự công bình cho dân ngoại. Người sẽ chẳng cãi lẫy, chẳng kêu la, và chẳng ai nghe được tiếng người ngoài đường cái. Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã gãi, chẳng tắt ngọn đèn gần tàn, cho đến chừng nào người khiến sự công bình được thắng. Dân ngoại sẽ trông cậy danh người. Bây giờ có kẻ đem đến cho Đức Chúa Giêsu một người mắc quỷ ám, đuôi và câm. Ngài chữa cho, đến nỗi người câm nói và thấy được chúng lấy làm lạ mà nói rằng, có phải người đó là con cháu vua David chăng? Xong những người pha -si nghe vậy thì nói rằng, người này chỉ nhờ bê in là chúa quỷ mà trừ quỷ đó thôi. Chúa giê -xu biết ý tưởng họ thì phán rằng, một nước mà chia sẻ nhau thì bị phá hoang, một thành hay là một nhà mà chia sẻ nhau thì không còn được. Nếu quỷ sa Satan trừ quỷ Satan, ấy là tự nó chia sẻ nhau thì nước nó làm sao còn được ư? Và nếu ta nhờ BNC Buôn mà trừ quỷ thì con các ngươi nhờ ai mà trừ quỷ ư? Bởi đó, chính chúng nó sẽ sự đoán các ngươi vậy. Mà nếu ta cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời để trừ quỷ thì nước Đức Chúa Trời đã đến tận các ngươi. Hay là có lẽ nào ai vào nhà một người mạnh sức để cướp lấy của mà trước không trói người mạnh sức ấy được sao phải trói người rồi mới cướp của nhà người được ai không ở với ta thì nghịch cùng ta ai không thâu hiệp với ta thì tan ra ấy vậy ta phán cùng các ngươi các tội lỗi và lời phạm thượng của người ta đều sẽ được tha xong lời phạm thượng đến Đức Thánh Linh thì sẽ chẳng được tha đâu nếu ai nói phạm đến con người thì sẽ được tha song nếu ai nói phạm đến đức thánh linh thì dầu đời này hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha hoặc cho là cây tốt thì trái cũng tốt hoặc cho là cây xấu thì trái cũng xấu vì xem trái thì biết cây hỡi dòng dõi rắn lục bay vốn là loài xấu làm sao nói được sự tốt bởi vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra người lành do nơi đã chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, nhưng kẻ dữ do nơi đã chứa điều ác mà phát ra điều ác. Và ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói, vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt. Bây giờ có mấy thầy thông giáo và người pha ri si thưa cùng với Chúa giê rằng, Bẩm thầy, chúng tôi muốn xem thầy làm dấu lạ. Ngài đáp rằng, dòng dõi hung ác gian dâm này xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng cho dấu lạ khác ngoài dấu lạ của đấng tiên tri Yona. Vì Yona đã bị ở trong bụng cá lớn ba ngày ba đêm. Cũng một thể ấy, con người sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm. Đến ngày phán xét, dân thành Ninive sẽ đứng dậy với dòng dõi này mà lên án nó. Vì dân ấy đã nghe lời Jonah giảng và an năn, mà đây này có một người tôn trọng hơn Jonah. Đến ngày phán xét, nữ hoàng Nam phương sẽ đứng dậy với dòng dõi này mà lên án nó, vì người từ nơi cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan vua Salomon. Mà đây này có một người tôn trọng hơn vua Salomon. Khi tà ma ra khỏi một người, thì nó đi đến nơi khô khan kiếm chỗ nghỉ, nhưng kiếm không được. Rồi nó nói rằng, ta sẽ trở về nhà ta mà ta mới ra khỏi. Khi trở về, thấy nhà không, quét sạch và sửa soạn tử tế. Nó bèn lại đi, đem về bảy quỷ khác dữ hơn nó nữa, cùng vào nhà đó mà ở. Vậy, số phận người ấy sau lại xấu hơn trước? Dòng dõi dữ này cũng như vậy. Khi Đức Chúa Giêsu còn phán cùng dân chúng thì mẹ và anh em Ngài đến đứng ngoài, muốn nói cùng Ngài. Có người thưa cùng Ngài rằng, đây này, mẹ và anh em Thầy ở ngoài muốn nói cùng Thầy. Ngài đáp rằng, ai là mẹ ta? Ai là anh em ta? Ngài giơ tay chỉ các môn đồ mình mà phán rằng, này là mẹ ta cùng anh em ta vì hễ ai làm theo ý muốn cha ta ở trên trời thì người đó là anh em chị em ta cùng là mẹ ta vậy